viêm da dị ứng và các kiến thức về viêm da dị ứng. Viêm da dị ứng, eczema là một tình trạng làm cho da của bạn đỏ và ngứa. Nó phổ biến ở trẻ em nhưng có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi. Viêm da dị ứng kéo dài, mãn tính và có xu hướng bùng phát theo chu kỳ. Nó có thể đi kèm với bệnh hen suyễn hoặc sốt cỏ khô. Chưa tìm ra cách chữa trị bệnh viêm da cơ địa, nhưng các biện pháp điều trị và tự chăm sóc có thể giảm ngứa và ngăn ngừa các đợt bùng phát mới. Ví dụ, bạn nên tránh dùng xà phòng mạnh, dưỡng ẩm da thường xuyên và thoa kem hoặc thuốc mỡ. Viêm da dị ứng do nguyên nhân nào gây ra? Nguyên nhân gây viêm da dị ứng cho đến nay vẫn chưa có nghiên cứu xác định cụ thể. Các chuyên gia cho rằng, tình trạng dị ứng phát sinh do histamine được sản sinh quá mức, khiến cơ thể bị kích ứng khi tiếp xúc với các dị nguyên từ bên ngoài. Theo đó, các yếu tố sau đây có thể là nguyên nhân làm bùng phát hiện tượng dị ứng. Khói bụi, lông động vật, phấn hoa, hóa chất, nấm mốc là những tác nhân từ môi trường có thể gây ra kích ứng cho cơ thể khi tiếp xúc với chúng. Đặc biệt, đối tượng có cơ địa mẫn cảm sẽ dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài môi trường. Cơ thể bị dị ứng khi thời tiết đột ngột chuyển từ nóng sang lạnh hoặc ngược lại. Làn da sẽ xuất hiện tình trạng dị ứng khi cơ thể chưa kịp thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ. Người trong thời gian điều trị bệnh cũng có khả năng viêm da dị ứng dưới tác dụng phụ của thuốc đặc trị. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến. Dị ứng thức ăn cũng là một trong các vấn đề thường gặp, nhất là tình trạng dị ứng hải sản, dị ứng sữa bò. Yếu tố di truyền có thể làm phát sinh viêm da dị ứng cao. Trường hợp trong gia đình có người thân mắc bệnh hen suyễn, dị ứng thì nhiều khả năng con cái khi sinh ra khả năng cao mắc phải bệnh viêm da cơ địa. Bệnh viêm da có thể bùng phát ở những người làm việc trong môi trường phải tiếp xúc nhiều với kim loại, chất tẩy rửa hoặc dung môi. Dạng bệnh phổ biến ở trường hợp này là viêm da tiếp xúc. Người bệnh thường không nhận thấy dấu hiệu dị ứng ngay khi tiếp xúc với các dị nguyên, tuy nhiên lâu dần sẽ khiến làn da trở nên nhạy cảm hơn. Khi đó, những triệu chứng sẽ bắt đầu xuất hiện, gây khó chịu cho cơ thể, ảnh hưởng đến sinh hoạt và sức khỏe. Triệu chứng viêm da dị ứng. Triệu chứng viêm da dị ứng xuất hiện khi cơ thể sản sinh histamine số lượng lớn để chống lại các dị nguyên. Người bệnh có thể nhận biết bệnh thông qua những dấu hiệu điển hình như da sưng đỏ, phù nề, ngứa, các mao mạch bị giãn nở dưới tác động của các histamine. Lúc này trên da bắt đầu có những nốt nhỏ li ti, da sần sùi và khô ráp hơn. Một số trường hợp bong chóc thành từng mảng, gây ngứa ngáy, nhất là khi về đêm. Da có nhiều mẩn đỏ, ngứa. Đa số người bị viêm da dị ứng nhận thấy trên da nổi nhiều mẩn đỏ, đôi khi có màu nhợt hơn so với các vùng da xung quanh. Chúng gây ngứa dữ dội và thường xuất hiện nhiều ở khu vực da tay, da chân. Một số trường hợp bị nổi mẩn ngứa khắp người. Da bị khô, bong chóc, dị ứng có thể khiến da bị mất nước, gây khô và bong vẩy trắng. Da bị chảy dịch. Người bệnh có xu hướng cào gãi khi thấy ngứa ngáy trên da. Chính vì điều này khiến cho một số nốt mẩn đỏ có dịch bên trong bị vỡ, chảy ra ngoài. Nhìn chung, các dạng viêm da dị ứng đều có các biểu hiện tương đối giống nhau. Người bệnh nên thăm khám da liễu để nhận diện chính xác dạng bệnh lý đang gặp để điều trị được hiệu quả hơn. Đâu là cách điều trị viêm da dị ứng hiệu quả? Tuy không có cách trị viêm da dị ứng triệt để nhưng các giải pháp hiện tại vẫn có khả năng thuyên giảm những triệu chứng dị ứng da khó chịu. Mục tiêu của điều trị bao gồm: ngăn cho bệnh diễn tiến xấu đi hoặc bùng phát bệnh, giảm đau, giảm ngứa, giảm cảm giác khó chịu hay yếu tố nguy cơ gây ra, ngăn nhiễm trùng, giúp da không bị dày lên. Điều trị bệnh viêm da dị ứng là sự phối hợp giữa việc dùng thuốc, chăm sóc da và thay đổi lối sống. Thuốc gồm có kem giảm ngứa, viêm và bảo vệ da. Những loại thuốc này có chứa corticoid, taxolimu, zotopi, pimexolimu, elize và thuốc mỡ kháng sinh. Đối với những trường hợp nặng hơn, bác sĩ có thể kê thuốc uống giảm ngứa, corticoid đường uống hay đường tiêm để kiểm soát tình trạng viêm nhiễm. Thuốc bao gồm Genisone, Ziphenizamine, Tirizine, Zite và Hydroxyzine, Ataza. Những phương pháp điều trị khác gồm có: gạc ướt, che các khu vực bị nhiễm trùng với corticoid và gạc ướt, sử dụng chất làm mềm da và dưỡng ẩm hàng ngày cho vùng da khô, bôi corticoid để làm giảm sưng tấy, đỏ và ngứa trong quá trình bệnh, liệu pháp ánh sáng hay chiếu đèn sử dụng tia cực tím A nhân tạo hay B để điều trị. Cảm ơn các bạn đã đón xem video, hãy like và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những xu hướng làm đẹp mới nhất nhé!